Vào cái khoang động cơ của chiếc xe này thì nhiều bác sẽ không tin, đây là chiếc xe đã chạy được 8 năm rồi đúng không ạ? Với chiếc xe này đã sau 8 năm sử dụng thì bác chủ có qua bên em và vệ sinh, sử dụng cái dịch vụ là vệ sinh khoang máy bằng hơi nước nóng các bác nhá. Và sau khi bên em vệ sinh sạch sẽ xong thì bên em sẽ có những cái chất dung dịch để dưỡng lại những cái vị trí nhựa đen chi tiết ở trên này. Các bác có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ có độ bóng và cái độ đen gần như là như nguyên bản từ lúc xuất xưởng luôn các bác. Các bác không tin thì các bác có thể các bác vệ sinh tại nhà các bác xem. Khi mà các bác vệ sinh xong thì những cái chi tiết nhựa nó sẽ, bởi vì sau một thời gian sử dụng lâu ấy thì cái nhựa đen này nó sẽ hơi bạc đi rồi, nó không được đen bóng nữa rồi đúng không ạ? Như chiếc xe này thì vệ sinh khoang máy ở bên em thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 1 tiếng các bác. Những bác nào mà xe đi một năm nay rồi hoặc là vài năm nay mà chưa vệ sinh khoang máy lần nào thì các bác có thể qua Agala để trải nghiệm cái dịch vụ vệ sinh khoang máy tại cửa hàng các bác nhé.